Chào mừng anh chị đã đến với kênh của Avino Wine. Và trong video lần này thì em Hiếu sẽ chia sẻ với anh chị những lý do nên thử những chai vang khác nhau. Và lý do đầu tiên mà em Hiếu muốn chia sẻ với anh chị đó là về sự khám phá mới. Khi anh chị thử những chai rượu vang mới thì anh chị sẽ khám phá ra được những hương thơm, hương vị khác nhau, từ đó nâng cao được sự hiểu biết về thế giới của vang. Lý do thứ hai, tạo nên sự mới mẻ. Khi anh chị thử những chai rượu vang mới sẽ tạo nên sự mới mẻ, biết đâu những cái chai đó lại phù hợp với sở thích của mình, từ đó kết hợp với các món ăn khác nhau tạo ra những cái sự trải nghiệm mới. Lý do thứ ba, tìm ra sở thích của mình. Với những cái chai rượu quen thuộc thì anh chị đã quen với cái sở thích của mình rồi, nhưng mà với những chai rượu vang mới thì biết đâu những cái chai đó mang đến cái sự trải nghiệm tuyệt vời, có sở thích lại là hơn những cái chai rượu vang cũ. Thì lời khuyên của em Hiếu đó là anh chị nên lựa chọn những cái chai rượu vang mới để có nhiều sự trải nghiệm khác nhau. Và lý do thứ tư đó là về giá trị đích thực. Mỗi chai vang thì đều có những giá trị riêng, đều có những câu chuyện riêng. Vì vậy khi anh chị thử những chai rượu vang mới thì anh chị có thể là biết được chai vang nào tốt hơn với giá cả hợp lý. Và vừa rồi là chia sẻ của em Hiếu về những lý do nên lựa chọn những chai vang mới. Em Hiếu cảm ơn anh chị đã xem video của em Hiếu. Mời anh chị đăng ký kênh của Avino để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.